Đây, vâng, xin chào anh chị nha. Thì rất là nhiều anh chị quan tâm đến Santa Fe này. Và chủ xe mới giảm giá xuống từ 340 xuống còn 320 á. Nên là em có cái giá tốt ưu đãi đến anh chị nha. Thì cũng chia sẻ anh chị thôi, cái này máy dầu, ghế điện nè. Này ghế điện hai cầu nha anh chị. Ba màn hình. Da xịn luôn nha, đây da xịn. Này máy dầu. Dầu đi lợi dầu thôi, nhưng mà nó sẽ không có bền đâu nha. Anh chị đi máy dầu tùy anh chị thôi, chứ không mà đi máy dầu. Lợi dầu. À, nhấn nút gài cầu này. Đây là nút gài cầu này. Đi mình nhẹ ra. Nhấn nó hiện vàng đây, mình nhẹ ra. Tất cả trên xe mà cái đèn mà nó hiện vàng á là đều là bất thường, nên anh chị không biết là phải hỏi nha. Màu vàng là luôn luôn có màu bất thường, nên là phải coi. Xe lốp hai lớp sau lớp mới, hai lớp trước còn được. Mẫu Santa Fe đây ngày xưa cũng đắt lắm. Giờ giá rẻ 320 mấy dầu hợp lý anh chị, 7 chỗ. Đây nó có nhiều bảng lắm nha anh chị. Nó có bảng ghế thường, rồi có bảng một cầu. Nói chung Santa Fe nó tới mấy chục bảng lận. Nhưng mà đây nhập Hàn Quốc. Đó, nhập Hàn Quốc. Còn nói chung là được, tương đối. Tầm 320 triệu mà có được con Santa Fe máy dầu đi thì cũng được. Sau này mình đổi lại. Chứ còn mà 7 chỗ mà tầm 300, hơn 300 thì có Innova G rồi taxi rồi. Mấy kia đi đầm chuẩn không bằng này. Và lợi thì không lợi bằng này. Cái dầu của Hyundai nổ êm nha anh chị. Em đánh giá là êm. Khách cũng đang xem. Cái này nó bị cái máy về đây chút nha anh chị. Còn mà phần trong phần thân xe nó không bị. Phần xương là không có bị. Để cái này chút. Cái này thì móp méo hơn. Cái này cái máy này có thể thay mới được. Cái đấy nó bị vô chỗ đây là không được. Vô tới đây là không được. Vô chỗ đây là không được. Vô đây nó ảnh hưởng đến tay lái rồi, ảnh hưởng đến lực lái rồi. Nên là mua xe mà móp méo thì được. Nhưng mà nó cũng mất giá trị nha anh chị. Mà đụng tới phần đây thì anh chị đừng nên mua. Đụng mà vô trong thì đừng nên mua. Nói sao thì nói vậy. Để khách hàng được thì họ mua thôi. Xe này có cửa sổ chơi không ta? Em coi được coi. À, có cửa sổ chơi nè. Bản này có cửa sổ chơi. Đó, Santa Fe thì nó vô vàng lắm nha anh chị. Bản nó nhiều lắm. MLX, CLRDI rồi, SLX rồi tùm lum hết. Nhưng mà bản này cũng tương đối là đủ á. Tương đối là đủ. Lốp cũng còn rất là cao. Máy nổ em, kết cho bô rồi. Máy này gì? Mà mấy cái máy đây thường thường là nó có làm rồi, bảo dưỡng rồi. Chứ còn mà đi tới thời điểm này thì nó mà chưa làm mình về phải làm. Máy dầu là như vậy anh chị. Thì anh chị nào liên quan tâm thì liên hệ bên em 0979325679. Cabo cũng bị. Cabo. Nói chung là bị cái này va nhẹ thôi, va vô cổng hay gì thôi, chứ còn đâm trực diện là không có. Đâm trực diện là mấy cái này anh chị coi là để ý nha. Cái phần này là nó ảnh hưởng đến cái khung xe, cái phần này không thay thế được. Phần này chỉ có vô hãng họ cũng làm lại thôi. Chứ còn cái này thì anh chị có tiền anh chị thay được. Cabo anh chị có tiền anh chị thay được. Nhưng mà riêng cái phần này nó mà đụng chạm tới cái phần này, tức là cái phần mà chassis á là nó ảnh hưởng đến lực tay lá lắm nha. Đời nó cũ thì nhiều lúc mình không quan trọng, nhưng mà cũng phải để ý nha. Tại vì nó cũng ảnh hưởng á. Em đánh giá nó sẽ ảnh hưởng á. Thì xe bên em mà có sao nói vậy thôi, chứ không có buôn bán tùm bậy tùm bạ. Phần đây cũng không sao nè, giống như họ bị mốp má về thôi. Coi như bản lề cửa còn nguyên hết nè. Nhưng mà mốp nhẹ không sao. Đây.
về thì anh chị có thể con xe này anh chị có thể thay bể bước bể đồ đó cho nó đẹp, nó thiếu cái bể bước, thiếu bể bước, lắp bể bước cho đẹp. Cầm thì xe Gia Lai thì nó không có bị cái đời đấy, nó không bị mục nha anh chị. Anh chị mà cái đời mà đời sâu sâu á cũng 9-10 năm rồi thì anh chị phải để cái gầm nha. Mấy cái đời lướt thì nhiều lúc ở miền biển thì nó không sao, chứ còn mà đi mà sau này á 9-10 năm á thì nó có thể bị mục. Cái này gốc ở Gia Lai luôn nha, chủ Gia Lai và gốc Gia Lai luôn, của thầy giáo luôn. Cái này thì có video trước em quay mà nó không kỹ, rất là nhiều anh chị quan tâm nên là em quay lại cho anh chị xem. Được thì anh chị lấy thôi. Với lại nếu mà không thích máy dầu thì em còn con máy xăng Solento 209 nhập khẩu Hàn Quốc nha, thì nó tầm 395 triệu đi, tính cho anh chị 395 đi đó, 399 em bớt còn 395 cũng được. Anh chị ưng thì lấy Solento, thì em thấy kiểu của Solento nó đẹp hơn này, tùy mỗi người mỗi cách nhìn thôi, chứ còn em thấy là cái Solento nó to, nó về thế không. Hyundai thì được cái thương hiệu mà trong thì nó chặt hơn Solento đó, anh chị tham khảo nha. Tham khảo được thì có mua ủng hộ em Toàn. Mấy cái dòng đây thì em chỉ có bán rồi anh chị tới kiểm tra kỹ nha. Đây là em bán hộ thôi, không có bảo hành bảo đồ gì hết nha anh chị. Anh chị cứ xác định, nhưng mà chất lượng xe này thì em thấy được tương đối, không có nát. Nhiều lúc nó nát là em không quay luôn, gửi bán nhưng mà nát quá là em không quay. Anh đây anh coi xe thì anh coi anh cọc thì không biết anh có cọc không, nhưng mà mình cũng nói rõ cho anh, anh cũng không biết thì cũng nói chỉ rõ cho anh. Đời cỡ đây là còn khá đẹp á, nhiều xe nó đi là nó phá nát hết, ghế rồi rin là được rồi. Nhiều người là đi tới đời này là nó phá hơn đó. Phần khung rồi coi rồi, phần khung bao cho anh, không có đâm đụng không có gì hết. Trong phần khung chứ nó chỉ bị cái máy về với cái cabo đó thôi, riêng vô khung là không có. Gia Lai hết chỉ thị 16 rồi nha, anh chị có thể xem xe lên xem xe, không xem xe được thì ở vùng nào mà gần gần thì em ship tới cho anh chị xem, ngay vô chỗ cái điểm cách ly của mấy tỉnh đó thì anh chị xem. Còn mà ở các tỉnh xa hơn thì có nhờ xe lồng nó vận chuyển thôi. Thì rất cảm ơn anh chị nha, hẹn gặp lại anh chị tại cửa hàng.